Xin chào mọi người, cho mọi người xem cảnh nuôi chó ở trong nhà cái giai đoạn này. Rockefeller quý vị. Đây. 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 Khắp nhà là lông. Bởi vì giai đoạn này chó con đang thì thay lông. Chỗ nào cũng có lông. Chó con giai đoạn này là 2 tháng 1 tuần tuổi. Giai đoạn thay lông từ chó sơ sinh sang chó con. Chó 3 tháng đến 6 tháng nó là giai đoạn chó con các bạn. Nhiều người thì cứ hỏi là chó con bao giờ thì thay lông xong. Ở cái giai đoạn chó con này lúc nhỏ nó thay lông lần đầu, gọi là thay lông từ chó sơ sinh sang chó con. Thì mọi người lưu ý là khoảng tầm 3 tháng rưỡi thì nó sẽ thay lông xong mọi người nhé. Đây, giả sử như đây là có may là có thằng Mana của đàn Loki này. Lông bây giờ của Mana là đã hết cái lớp lông sơ sinh, lông tơ rồi. Bây giờ là sang lớp lông cho con rồi đấy. Còn như bọn nhóc con này thì vẫn là lông tơ thôi. Lông tơ đang thay dần. Cái lớp lông cho con nó đang mọc dần lên. Thì giai đoạn này là cái giai đoạn ở nhà là khắp mọi chỗ ngõ ngách đều là lông. Đây, mọi người có thể nhìn. Đây. Vừa mới lau nhà xong. Lông này thì lau thì nó không có đi được. Muốn nhà sạch sẽ lông lúc này là phải dùng giấy để hoặc là rẻ để lau từng tí một thì nó mới hết được cái những cái lông tơ này. Giai đoạn này là giai đoạn cho con thay lông từ lông sơ sinh sang lông tơ sang sang lông cho con. Sau cái đàn này đầu tháng 8, con của Melcy và Bruno đầu tháng 8 chủ đón thì lại đến cái đàn con của Pila và Bruno. Tao boy rồi, boy cứ nằm yên, boy nằm yên đấy đi. Thôi được rồi, nằm yên đấy, nằm yên. Còn chưa đến giờ ăn đâu. Chào Nana. Chào Mana, được rồi. Mỗi đứa nằm chỗ. Trời ơi, bà nặng mông, Nina. Chào Nina, trời ơi, yêu rồi. Chờ tí cho này nó khô nhá. Chờ tí cho này nó khô rồi chơi, bây giờ thì cứ nằm ấy đi. Ngày hôm nay thì Hà Nội trời mưa, cho nên là nó hơi ẩm một chút, lâu khô. Mưa mắt trời cho nên là không phải dùng đến điều hòa. Đây, mẹ Melcy này. Bắt được cái cảnh mẹ Melcy chiều con quá. Melcy ơi, bây giờ con nó 2 tháng 1 tuần rồi mà còn cho nó ti nữa thì làm sao? Hả? À, Melcy buồn cười nhỉ? Bây giờ có Pila có cho nó ti thì ti chứ Melcy cho ti làm gì? Yêu cầu Melcy là không cho ti rồi mà Melcy vẫn cứ chiều con cho con ti. Có mấy đứa nó còn không thèm ti. Nào, bụp nhau, thích bụp nhau không? Hả? Nancy ơi, Nina ơi. Nina buồn cười nhỉ? Thôi. Thôi ngay. Tại sao lại cứ bắt nạt em bé? Hả? Cậy to xác bắt nạt nó là như nào? Mà nó đã cáu cùn như thế là thôi chứ này còn cứ bắt nạt mãi. Đây là chân dung đại ca Nina. Ok, con nào cũng đại ca hết. Nhưng mà có mấy đứa quái là Nancy. Cứ đi bắt nạt bọn nhóc con. Tại vì là hai đàn này nó đẻ sát sát nhau. Nhưng đàn cho con của Pila thì ngày bé cái tiêu hóa ngày bé nó không được tốt. Cho nên là nó bé hơn hẳn cái đàn Melcy Bruno này. Bây giờ nó bắt đầu nó ăn uống ok rồi thì nó mới tăng cân chuẩn. Ở đàn con của Pila và Bruno đẻ thì tranh nhau có một ngày thôi, nhưng mà nhìn chó thì nó như là kiểu tranh nhau đến cả tháng. To à, đây
ông này thì còn có thể xoa được một tí này, nhưng mà nó vẫn là nhìn hai cái phẳng lưng là nó khác hẳn nhau. Nhưng mà vì là chúng nó từ bé chúng nó lớn lên cùng nhau cho nên nó chả sợ nhau đâu, bụp hết, không có ngán, không có đứa nào ngán đứa nào cả. To con hơn nhưng mà cũng không thể làm đại ca của chúng nó được, là chuyển hết nha. Nano nhỉ, con Nano là rất là trượng nghĩa. Có cái video hôm trước cho bọn nhóc con nó bơi rồi sau đấy cho chúng nó chơi mà còn chưa post được. Nano trượng nghĩa, Nano can hai gái đánh nhau, Nancy với lại Nina. Nô với nhau rồi cáu cùn, làm Nano phải ra tay. Đại ca trượng nghĩa can hai đứa con gái bụp nhau, cấm không cho bụp nhau khi đã có đại ca ở đây. Mana thì chủ ốm cho nên là nằm viện là phải gửi ra đây chăm hộ. Cái trường hợp này nó hơi đặc biệt một chút, chăm hộ cho chủ của Mana ít hôm. Mana ở cùng với các em thì hơi bị bí người chơi. Nào, hay anh đang quay video đấy. Bụp nhau. Yên lặng để có người nói, phải có người nghe chứ. Mina, thôi được rồi, nói thế này đi đọ mõm tiếp, đang nói dở con Mana. Mana ở ngoài này thì ăn thì cứ phải cho Mana ăn riêng, bởi vì là nếu mà cho Mana ăn chung cùng với lại bọn nhóc con này, hai bọn nhóc con thì hai bà mẹ kia sốt ruột ở ngoài, hai bà mẹ coi Mana lớn hơn là Mana ăn chanh của các em, cho nên là toàn phải cho Mana ăn riêng bát. Một bên con một bên cháu thì là bên con sẽ phải được quan tâm hơn, được ưu tiên hơn. Ba cái mỏ đấu nhau thế mà vẫn vừa. Ngày hôm nay thì đến lịch ngày tiêm mũi 2 cho bọn nhóc con này, tối mình sẽ tiêm và sẽ quay video hướng dẫn mọi người về cái tiêm vaccine luôn. Bởi vì cho con ở trại thì sẽ tiêm 2 mũi thôi. Như đợt này là tiêm muộn, còn bình thường là khoảng 50 mấy ngày là đã tiêm xong mũi 2 rồi. Như đợt này là tiêm muộn hơn. Nhưng mà khi về nhà mới thì các chủ cũng sẽ phải tiêm thêm một mũi 7 bệnh nữa, một mũi 3. Cho nên là sẽ hướng dẫn cái tiêm vaccine để mà mọi người về, mọi người sẽ tiêm thêm mũi 3 cho các cún sau khi nó về nhà khoảng 20 ngày. Mũi 3 là cái mũi phòng thêm thôi, chứ còn bình thường là tiêm 2 mũi vaccine là ok rồi mọi người nhé. Ai mà có không có cái thuận lợi để mà tiêm vaccine mũi 3 thì cũng ok, yên tâm chứ không có vấn đề gì cả. Không nhất thiết là phải có mũi 3 đâu, mũi 3 là cái mũi gọi là mũi yên tâm. Tăng thêm cái khả năng chống bệnh, bởi vì là cái virus thì nó chu kỳ nó 3 năm hay 6 năm gì đấy nó biến đổi một lần. Và ở mỗi một cái môi trường khác nhau thì nó sẽ có những cái hơi khác đi một chút, có thể là nó có những cái lượng virus biến đổi. Thành ra là về nhà mới thì mọi người nên tiêm mũi 3 là như thế, còn không tiêm cũng chả sao. Tiêm là để cho nó yên tâm thôi. Anh em, một bên ngoại và một bên nội. Mana là bên nội, Mana là cháu nội của Pila, còn bọn nhóc con này là cháu ngoại. Ok, nhìn thấy có cái điểm nào giống nhau không? Hình như là có cái chấm bi mắt là giống nhau. Để hai cái bà gái này. Thế là đứa nào làm đại ca, Nina hay là Nancy? Để anh xử lý nào. Hai đứa con gái thì đứa nào thích làm đại ca ở đây? Nancy hay Nina? Hả? Anh nói cho mà biết nha, ở đây là chẳng có đứa nào làm đại ca ở đây cả. Quá đà là ăn bụp ngay. Mẹ hôm nay ti sữa của mẹ còn cái gì nữa, xẹp lép rồi. Hả? Mút như thật vậy. Ông sumo này,
ông N Sumo này, N A Sumo này, đấy là tên của đực nâu. Đực sẽ về Nghệ An, bởi vì là cậu chủ là ở bên Nhật cho nên là chọn cái tên Sumo, chọn tên Sumo và cho chữ NA Sumo là thể là viết tắt của chữ Nghệ An. Cậu chủ mê Sumo cho nên là em, tên của em là Sumo, mà em Sumo, ông Sumo cái kiểu gì mà ông mút mút sữa, đến bây giờ mẹ chả còn giọt sữa nào ông vẫn mút. Đây, lồng lá chỗ nào cũng có luôn, không có chỗ nào không có cả. À, lại có một cuộc chiến mới chuẩn bị xảy ra chăng? Hà, Hà, thanh niên, ai chơi trò cắn đuôi con gái vậy? Cắn đuôi con gái thì không tốt đâu. À, ngày hôm nay thì mưa và này, này cái bà cái này, sổ. Ngày hôm nay thì mưa và trong lúc mưa thì chúng nó mở cửa, chúng nó phi lên trên tầng thượng, chúng nó chơi. Bây giờ chúng nó leo được cầu thang rồi, thích là lên thôi. Mình thích là mình lên chơi thôi. Ướt hết một loạt, tất cả không có một con nào thoát, con nào cũng ướt toàn thân, ra vầy nước mưa. Lúc đấy chủ đang ngủ trưa không biết. Xong dậy cái thì thấy trời đang mưa và con nào cũng ướt, chơi chán rồi phi xuống. Bây giờ nó khô hết rồi đấy. Nó khô hết rồi mà bụng nó còn như thế này.